Sáng ngày 18 tháng 7, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thị Nghĩa, Tổ trưởng Tổ công tác triển khai đề án 06 tỉnh Đồng Tháp, chủ trì hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2024 và đánh giá tiến độ triển khai đề án 06. Theo báo cáo, hiện nay Đồng Tháp đã hoàn thành 50 trong tổng số 109 nhiệm vụ của đề án 06, đã triển khai giải pháp chuyển đổi sang sử dụng VNEID là tài khoản duy nhất trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, Toàn tỉnh hiện có hơn 1.000 thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến toàn trình và một phần đạt tỷ lệ 59,8%, được tích hợp trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Tỷ lệ số hóa thành phần hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính bình quân của cả tỉnh đạt tỷ lệ hơn 55%. Tất cả cơ sở khám chữa bệnh đã dùng thẻ căn cước công dân thay thế thẻ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Qua ứng dụng VNEID, công an đã tiếp nhận 107 tin báo tố giác tội phạm, dần dần. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thị Nghĩa đánh giá cao kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, đồng thời đề nghị tiếp tục tập trung hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiêu của đề án, trong đó phải ra soát chuẩn quá dữ liệu về dân cư để quản lý chặt chẽ, từ đó triển khai các nội dung khác thiết thực, đúng đối tượng và đạt hiệu quả hơn. Từng sở ngành địa phương phải ra soát lại nhiệm vụ được giao, tổng hợp khó khăn, dướng mắt có lộ trình thực hiện mục tiêu chỉ tiêu đề ra, đẩy mạnh triển khai 53 dịch vụ công thiết yếu, mô hình chi trả an sinh xã hội, thanh toán không dùng tiền mặt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị. Cùng với đó, yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông khẩn trương chỉ đạo xây dựng phương án hoàn thiện hai tiêu chí về an toàn, an ninh mạng. Sở Tư pháp phối hợp tham mưu triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp, triển khai cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNEID, hoàn thành việc số hóa dữ liệu hộ tịch, dần dần.